đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ những dòng trạng thái của nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín dành cho vợ trước khi ra đi khiến ai cũng chua xót. Mới đây, một người bạn thân thiết của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín có chia sẻ một bài viết thu hút nhiều sự chú ý. Bài viết chụp lại dòng trạng thái mà nam tài tử viết dành cho người vợ của mình. Thời gian bài viết vào ngày 1 tháng 12, 3 ngày trước khi ông mất. Dòng chia sẻ này khiến không ít khán giả nghẹn ngào trước tình cảm mà Chánh Tín gửi đến vợ. Hơn 45 năm, em làm vợ anh. Nghĩ lại anh đã làm lỗi với em quá nhiều. Em vẫn cam chịu, chấp nhận tha thứ. Vào thời gian anh khốn đốn nhất, em vẫn kề cận sát cánh với anh để cùng đi qua. Đến hôm nay, vợ chồng mình đã ổn định lại cuộc sống dù không còn khá giả như trước kia. Cảm ơn em, người bạn đời chung thủy. Kèm theo dòng trạng thái này là bức ảnh cưới của ông và vợ thời còn trẻ. Bức ảnh được chụp bên bờ biển lãng mạn. Nghệ sĩ ôm vợ vào lòng và cả hai nắm chặt tay vô cùng hạnh phúc. Bên dưới bài viết, hàng loạt bình luận đầy xúc động dành cho bài viết cũng như ngưỡng mộ tình cảm của nam diễn viên ván bài lật ngửa và vợ của mình. Có thể thấy họ đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống cho đến bây giờ, ca sĩ Bích Trâm vẫn một lòng hết mực vì chồng con. Sáng ngày 4 tháng 1, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín đột ngột qua đời tại nhà riêng. Trước khi mất, nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín không để lại di nguyện. Theo lời con gái, mong muốn lớn nhất của ông là được sống vui vẻ, hạnh phúc sau khi biến cố mất đi nhà cửa. Từ 16 giờ cùng ngày, lễ nhập quan nghệ sĩ Chánh Tín bắt đầu khi gương mặt bà Bích Trâm vẫn chưa hết bàng hoàng. Cứ mỗi lượt khách tới viếng, vợ ông lại khóc nức, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Vì tuổi đã cao lại tất bật cả ngày chuẩn bị đám tang chồng, bà Bích Trâm nhiều lần như mệt lả đi. Dù mệt, bà lại tiếp tục tới bên linh cữu chồng, đôi mắt ngấn lệ. Hàng loạt nghệ sĩ đến viếng ông vào hôm nay như Quyền Linh, Chi Bảo, Mỹ Uyên, Lê Cùng Bắc, đặc biệt là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.